Xin kính chào toàn thể quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em lại mới về thêm một chiếc xe của hãng Toyota, đó là chiếc Innova. Chiếc này đời 2019 quý anh chị nhé. Bản này phiên bản E, bản tiêu chuẩn đấy ạ. Và bây giờ em xin phép đi một vòng quanh để giới thiệu qua về phần ngoại thất cũng như nước sơn của chiếc xe. Thì xe thì được sơn màu, sơn là màu trắng nhé quý anh chị nhé. Sơn màu trắng và mặt ca lăng thì chỉ là được sơn màu, sơn màu màu chì và vẫn có biểu tượng Toyota đặt ở chính giữa. Hệ thống đèn pha của phanh, đèn pha của xe thì được trang bị là vẫn là đèn halogen quý anh chị nhé, đèn halogen. Và đèn hệ thống đèn gầm cũng vậy, đó cũng là đèn halogen thôi ạ. Và đây đèn xi nhan. Xe thì được trang bị bộ mâm là 16 inch nha quý anh chị nhé. Màu trắng rất là đẹp. Đó. Như quý anh chị thấy, màu trắng rất là đẹp. Xe là xe tư nhân một chủ nên là họ chủ đi rất là giữ gìn này quý anh chị này. Xe tư nhân một chủ từ đầu nhá. Xe rất là đẹp. 2.0e Innova rất là đẹp đúng không ạ? Và xe cũng được hai cảm biến sau. Bản này là bản tiêu chuẩn Innova, gọi là bản tiêu chuẩn của dòng Toyota Innova. Vì tay nắm cửa cũng chỉ được sơn màu sơn giống như là của màu sơn xe. Và gương chiếu hậu là chỉnh gập điện nhé, tích hợp đèn báo rẽ quý anh chị ạ. Là cửa thì cũng được là trang bị cửa điện rồi này, cửa kính điện này các chị này. Xe là bản số sàn nên là cũng xe cũng cắt bỏ một số cái chức năng. Xe chỉ được trang bị cái gọi là đàm thoại rảnh tay và điều chỉnh âm thanh trên vô lăng thôi ạ. Vẫn trên cái vô lăng ba chấu, không có ở như các cái bản kia là có cả cruise control hay cái gì đấy. Màn hình giải trí thì cũng cái này chỉ là đầu CD. Rồi hệ thống điều hòa, điều hòa xe vẫn điều hòa cơ quý anh chị ạ. Một cần số đúng không ạ? Số của xe. Rồi nội thất của xe vẫn là bọc lỉ quý anh chị nhá, bọc lỉ ạ. Bọc lỉ từ táp lô, táp ly, lỉ và ốp nhựa. Ghế được bọc lỉ. Điều hòa thì để em xin phép để lổ lên cho nó dễ nhận biết. Điều hòa thì đây, điều hòa cơ. Và xe cũng có hai chế độ chạy, Eco Mode và Power Mode. Có, nói chung là bản một là một bản tiêu chuẩn của xe Innova. Em xin phép đi ra khoang hành khách thứ hai. Và đây cho em quay thêm cái mức tiêu hao nhiên liệu rất tiết kiệm quý anh chị nhé. Một chiếc xe 7 chỗ mà khi chúng ta đi trong đường hỗn hợp thì đấy có 9,7 lít thôi ạ. Trong đô thị thì sẽ nhiều hơn. Và nếu như chúng ta chạy trên đường ngoài đô thị hoặc trên cao tốc thì sẽ chỉ có hết 8,1 lít. Dành cho một chiếc xe 7 chỗ, xe gia đình. Rất rộng rãi, quý anh chị có thể là chạy cho gia đình thì rất là kinh tế nhá, rất tiết kiệm chi phí. Đúng không ạ? Hoặc là nếu như các bác nào mà có chạy dịch vụ thì cũng rất là tiết kiệm đấy ạ. Đấy. Em xin phép đi ra cái khoang hành khách thứ ba cũng như là cái phần cốp của xe. Đây như em đã gập một chiếc ghế lên. Nếu như chúng ta đi với nhiều người thì chúng ta có thể hạ cái hàng ghế xuống như thế này. Sẽ có thêm vị trí ngồi dành cho hàng ghế thứ ba. Và nhưng nếu chúng ta mà đi để mà ít người hơn và muốn chở đồ thì có thể treo chiếc ghế ở lên. Thì sẽ có một cái khoang để chứa đồ rất là rộng rãi nhé. Innova E 2019. Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá là 610 triệu đồng quý anh chị nhé. Quý anh chị nào có quan tâm thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Bica Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Và khi đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị về chất lượng, là xe không bị đâm va ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi, hay xe có bị tháo cẩu máy, bổ máy hay ngập nước thủy kích. Và giấy tờ an ninh an toàn thì rất rõ ràng nhé quý anh chị nhé. Và chiếc xe này đời 2019 nên bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị lên đến 70% đấy ạ. Quý anh chị có quan tâm thì xin liên hệ với em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0965 822 782, em tên là Trung ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.